các quý vị nào yêu mến chương trình nhớ bấm cho nguyên cái ngón tay cái để chương trình chúng ta có thể vượt qua được cái sự thuật toán kiểm duyệt của youtube mà nguyên có thể đem rất là nhiều những bản tin sôi động ly kỳ và cho nguyên chào lại tất cả các vị nào mới vào trong diễn đàn bây giờ chúng ta chuyển sang qua cái chủ đề chính của ngày hôm nay đó là những bản tin liên quan đến tình hình chiến sự tình hình cụ thể chiến sự lo lắng nhất nó nằm ở chỗ nào hiện bây giờ cho ukraine nhất đó là ở tại kakivka Nguyên đã thấy một cái dấu hiệu mà Nguyên đã cập nhật cho các quý vị mấy ngày liên tục là Nga muốn thắng ở tại khu vực này. Nga đã bất chấp khi sinh, phải nói là Nga đã dùng một cái chiêu là lấy thịt đèn người. Số lượng binh sĩ áp đảo để lấy thịt đèn người. Ngày hôm nay Nga tấn công 3 đợt, 3 đợt với đủ phía cạnh khác nhau. Sự tấn công một cách ô ạt à, và chúng ta thấy được là mấy ngày liên tục Nga không ngừng tấn công ở khu vực này. Nga muốn tìm một cuộc chiến thắng trước tháng 12. Trước tháng 12, thấy cái dấu hiệu rất là rõ là Nga muốn tìm một cuộc chiến thắng trước tháng 12. À, đặc biệt là cái mùa Noel. Và có thể là nếu theo cái tốc đà này, Khan không có củng cố, cứ là củng cố lực lượng phòng thủ vững chắc. Uy Khan không diễn binh khẩn cấp, thì không biết Uy Khan có thể cầm cự được bao lâu. Với cái số lượng binh sĩ của Nga, với cái cuộc tấn công của Nga, Nguyên phải nói là theo dõi chính xác theo cái tình hình cụ thể với những bản tin mà từng giây từng phút ở khu vực nó chia sẻ sự tấn công của Nga đáng sợ vô cùng. Đáng sợ tuy rằng Nga mất mát nhiều binh sĩ, cái thống kê trong những cái cuộc tấn công như vậy Nga mất rất là lớn. Nhiều khi một nơi khu vực như vậy, ca kiếp ca Nga mất cả 7 7 800 sinh binh sĩ một ngàn. Nhưng Nga không bận tâm cái điều đó. Vì vấn đề nhân lực Nga không thiếu. Các vị cũng biết là Nga đã bổ sung gần 500.000 binh sĩ À, trong thời gian gần đây nên là cái vấn đề mà nhân lực thì nga không thiếu à, nên là nga đã dùng cái chiêu là lấy biển người để mà đạt được cái thành quả putin đang cần có sự công bố chiến thắng vì hiện bây giờ sĩ khí quân đội của nga đang tụt dốc và bắt đầu thiếu đi cái niềm tin là cuộc chiến tranh này có thể giữ nguyên cái tình trạng và putin phải khẳng định với lực lượng quân đội rằng cái đường lối chiến sách của nga vẫn là cái chiến sách chuẩn không thất bại. Thì đó là cái mặt trận ở khu vực Katifka, nghe không buông bỏ. Cho nguyên nói cái khu vực Katifka không? Hiện bây giờ cái thống kê cho biết là cho các quý vị cái hình dung cái bức tranh cái sự tàn khốc như thế nào. Hình như không? Nghe là Nga đã thất bại hơn 500 chiếc xe tăng và xe bọc thép ở đó, tổng cộng. Hơn 500 chiếc xe tăng trong vòng một tháng. Nhưng không quan tâm cái số lượng thiệt hại về thiết bị có nghĩa là Nga tấn công lên đổ lên và Nga bị gớt vào bảy mền Nga bị pháo đài bắn trúng Nhưng Nga bất chấp Nga bất chấp và Nga không lùi bước và nếu cái đà này Uy Khanh có thể gặp khó khăn trong những ngày kế tiếp cho Nguyên khẳng định cái điều đó với cái tình hình cụ thể mà Nguyên đang uh, nhận được đến ở khu vực Nếu mà Ukraine không có sự viện binh, Ukraine không có một sự tăng cường về thiết bị quân sự ở khu vực, thì Ukraine có thể sẽ bị phải lùi binh và nhường lại thành phố Kadykivka cho Nga trong những ngày kế tiếp một tuần hay hai tuần vì đó nếu cái tốc độ tấn công của Nga vẫn giữ nguyên như vậy, vì cái số lượng binh sĩ của Nga nó đã, đã quá áp đảo với Ukraine. Đó là bản tin liên quan đến Kadykivka. Một cái vấn đề quan trọng ở tại khu vực miền Nam Đó là khu vực kẹt sơn qua bờ sông nipro Mà do Ukraine là người phản công ở khu vực này Nga là kẻ phòng thủ Tình hình hiện bây giờ thì đang vô cùng lợi cho Ukraine Tuy rằng Ukraine không có đẩy lùi Nga quá sâu về trong Và hiện bây giờ vẫn chưa có cái báo cáo cụ thể là đánh lùi kẻ địch về sau Nhưng lực lượng của Ukraine qua sông một cách khá là dễ dàng Không bị trục chặt cũng không bị sự à, kêu là ngăn chặn và Ukraine vẫn tiếp tục làm cái trách nhiệm của mình là đánh lùi kẻ địch và đang làm tạo ra được cái nguyên đó là cái trạm phòng thủ đầu tiên khá là vững chắc ở bên bờ sông Dnipro. Đó là hai nơi giao tranh đang bận tâm nhất. Tất nhiên nguyên nói là cuộc chiến nó chưa có được cái rõ nét thì chúng ta chưa biết bên nào thắng bên bại. Tôi thua một chút xíu hai cái số ba cây số ngày mai tôi lấy lại 10 cây số chẳng ai biết nên là hiện bây giờ chúng ta chưa có thể khẳng định được là nga chiếm cái này hay là nga thất bại cái kia chúng ta vẫn ở trong một cái giai đoạn phải đi theo dõi rất là sát coi những biến cố mỗi ngày nó như thế nào và bây giờ cho nguyên cập nhật chia sẻ với các quý vị bản tin ngoài lề khá là lý thú ngày hôm nay có một bản tin rất là hot một bản tin bí mật của Nga và với Trung Quốc đã thỏa thuận với nhau và bị tình báo của Mỹ và của Anh quốc đã điều tra. À, đó là Nga đang có ý định với Trung Quốc hay là Trung Quốc đã gửi cái ý định cho Nga đào một cái con đường hầm, đào một cái con đường hầm à, từ đảo Crimea đến đất nước Ukraine. Các vị biết là từ đảo Crimea đến Ukraine chúng ta có cái cầu kết cái cầu mà 19 cây số là cái cầu lớn nhất ở tại châu âu mà nga đã xây dựng uh, khi lúc nga chiếm đóng uh, đảo crimea năm 2014 thì bây giờ cái cầu đó nó đang bị nguy hiểm thì mỗi ngày nó bị tấn công bây giờ tấn công vào cái cái cầu đó hay là tấn công vào đảo crimea tấn công vào lãnh thổ của nga nó là mỗi ngày lâu lâu ngày xưa các vị nhớ học trò lâu lâu mà chúng ta nhận một cái bản tin đó chỗ cái cầu bị tấn công á hay là đảo Crimea bị tấn công hay là đất nước Nga bị tấn công á nó lạ vô cùng ngày xưa mỗi lần là bà con hào hứng lắm trời ơi Nguyễn ơi tin nóng nguyên ơi tin nóng à, nhưng bây giờ thì không còn hào hứng nữa vì nó là mỗi ngày bây giờ hình như là mỗi ngày đất nước nga đã bị tấn công bị uy Khan tấn công đảo Crimea là mỗi ngày bị tấn công nên là cái vấn đề đó bà con không còn hào hứng nữa bà con thấy chuyện nó quá bình thường nhưng bây giờ cái bản tin nó hot là bây giờ ông nghe ông sợ cái cầu ông sập và khi cái cầu sập thì là cái điền cái đường tiếp tế nó không sẽ bị bế tắc lực lượng quân đội đảo Crimea không thể nào viện trợ cho sườn miền Nam thì mấy ông đã suy nghĩ đào một cái đường hầm đào một cái đường hầm ở dưới lòng biển đại dương à, lòng biển ở dưới đó để đi bắt đường qua bên kia mà là do trung quốc là người đề nghị một tập đoàn công ty của trung quốc uh, đang cấu kết với phía bên phủ của nga thích đào hầm thích khoan lỗ ai thích khoan lỗ nói cho nguyên coi ai thích đào hầm ai thích đào hố trung nguyên không biết mà nguyên thấy ông trung quốc ổng khoái đào hầm đào hố à, ổng khoái khoan lắm các cái vậy ổng khoái khoan lắm các cái vậy vấn đề của hamas cũng là do ổng chỉ với ai ê mà tụi bay nghe tao đi làm mấy cái hầm đi do thái nó vô nó cảm bẫy nó chết nó chết à, nghe tao đi làm tới 800 cây số đường hầm ở tại uh, chỗ gaza à, bây giờ con muốn đường hầm nữa muốn làm ở trong cái giai đoạn bí mật nhưng tình báo của mỹ qua tờ báo washington post ngày hôm nay qua washington post ngày hôm nay các quý vị đã tiết lộ có bác kêu là bảy nợ đúng Trung Quốc rất là giỏi gài bẫy nợ. Trung Quốc rất là giỏi đầu tư cho người ta mượn tiền và kéo dài thời gian làm cho cái công trình nó chậm trễ và dẫn đến cái vấn đề mà đất nước người ta lâm nợ năm lần. Cái điều đó là Trung Quốc rất là giỏi vì cái điều đó. À, thì cái công trình này nó bị tiết lộ không biết là cái công trình này nó được thực thi chưa. Theo nguồn tin cụ thể thì chưa nằm ở trong một cái giai đoạn đàm phán và đã đàm phán rất là thời gian rất là dài và mới bị phanh phui đây thôi vào tháng 10 là họ đã có hình như đã có một sự ký kết cái sự đàm phán cái vấn đề mà làm cái ngầm cái hầm đó theo người ta biết có là cả năm rồi nhưng mà sau này tình báo người ta mới hắt cái thông tin trao đổi giữa Trung Quốc và Nga thì người ta mới biết cái điều này và cái con đường hầm này nó chưa có làm có thể là mình nghĩ như vậy hay làm rồi chúng ta cũng chưa biết vì nó thực tế là các cái vậy nghe thông tin của thế giới hay bất cứ một cái chánh phủ nào đi nữa dù là tình báo CIA hay là tình báo của Anh quốc, tình báo của Pháp Các quý vị phải trừ hao Nguyên đã nói rồi, nếu chúng ta quá đặt cái niềm tin tuyệt đối Là sự sai lầm lớn Và tại sao Nguyên nói câu đó? Tại vì Nguyên làm ở trong, đã từng làm trong bộ trong quốc phòng của Pháp Nguyên biết cái điều đó Vì họ không bao giờ nói hết sự thật cho chúng ta biết hết Vì cái đó là an ninh quốc gia của họ Họ chỉ có báo cáo những cái gì cho phép báo cáo qua trước báo chí và chúng ta lấy thông tin từ đó thì tất nhiên nó sẽ thiếu một sự thật hoàn toàn nó thiếu một phần sự thật chứ không ai ngu dại gì mà báo cáo hoàn toàn khí tài quân sự thiết bị quân sự mua đồ chiến lược công bố công khai cho cả thế giới biết bao giờ nên là người ta lúc nào cũng giữ vài chục phần trăm để bảo vệ bản thân và giữ bí mật nên là cái gì đến từ quốc phòng đến gì đến tình tình báo thì các quý vậy phải biết là trừ hao hay là cộng thêm tùy theo cái bản tin nó như thế nào Nên là cái vấn đạo đào đường hầm đang khót Thì cứ đào đi, gặp Nguyên thì cứ đào, cho đào thì cứ đào Trời ơi, cứ đào tốn không biết bao nhiêu tỷ Rồi nó sập một cái là xong Đường hầm vẫn sập được Lòng đất vẫn sập được như thường À, đặc biệt là made in China Thì cái chất lượng thì các quý vị nó biết rồi Đồ China thì không thể nào tốt được đâu đồ China thì không thể nào tốt được đó nên là nên là cứ đào nguyên gặp nguyên là chỗ nào đó là bản tin mà khá là hiện bây giờ đang hot và nhiều người họ đang suy nghĩ vì Trung Quốc cần cần đào lẻ để làm gì nếu cái cầu sập mà xây dựng sửa cái cầu quá lâu thì họ có một cái đường hầm để mà họ có thể tiếp tế ở những cái nơi mà họ đang quản lý trên đất Uy Khanh ở miền Nam cái điều đó là cái kế hoạch của họ cái kế hoạch của họ à, và bây giờ một bản tin rất rất là lạ Khi tình hình đang khẩn cấp quân sự của Ukraine Phải đang đối đầu với dài mặt trận rất là lớn Trong nguyên nhắc lại Kakivka, Kherson Hai mặt trận lớn Khi lúc đó gần đây nhất Hoa Kỳ đã viện trợ xe tăng cho Ukraine là 30 chiếc Ở Araham uh, M1 A2 cái loại mà hiện bây giờ là cái loại mà cũng là tân tiến nhất của Mỹ đó 30 chiếc thì ba chục chiếc này đã đến yêu khanh rồi một thời gian rồi mấy tuần rồi nhưng yêu khanh chưa sử dụng mà cũng không định sử dụng nó lạ các quý vị thì người ta mới thắc mắc là tình hình chiến sự nó đang sôi động anh cần rất là nhiều xe thiết giáp để yểm trợ bộ binh tôi đã gửi xe tăng xe thiết giáp cho anh mà tại sao không thấy anh đưa ra hai giả thuyết giả thuyết thứ nhất Lờ đợi cái số lượng máy bay F-16 về Hợp tác với bộ binh và thiết giáp Để tổng phạt phải... Ukraine Dự bị Thế nào à, Lỡ trong tương lai Cái sự chuyện trợ nó giảm bớt đi Còn có nên là cái điều này là cái điều mà người ta thắc mắc Nhưng mà đối với Nguyên cái hợp lý nhất đó là chờ đợi cái vấn đề mà mấy anh phi công trẻ lái máy bay 61 trở về nước Thì các vị cũng biết là hiện bây giờ mấy anh phi công trẻ rất là đông Đang được huấn luyện và đào tạo khắp nơi ở trên thế giới huấn luyện tại Mỹ huấn à, luyện ở tại uh, Anh Quốc huấn luyện ở tại Pháp huấn luyện ở tại Hòa Lan huấn luyện ở tại Na Uy huấn luyện ở tại Rumani huấn luyện ở tại Bỉ có thể nói là mấy anh phi công trẻ huấn luyện ở khắp nơi huấn luyện ở tại Ba Lan à, khắp nơi ở trên những cái quốc gia mà đang có F-16 đang có F-16 thì cái số lượng nó rất là đông phi công trẻ rất là đông nhưng mà cái thời gian huấn luyện phi công trẻ nó có hai đợt khác nhau à, cái đợt thứ nhất là đợt đã có kinh nghiệm nghề nghiệp rồi làm cái nghề này nó lâu năm rồi lái chuyên nghiệp rồi cái kiểu là vô là biết sử dụng liền Vô là biết động cơ là nhúc nhích Là biết chỗ là nhấn nút liền à, Có nghĩa là dân là dân chuyên nghiệp rồi Nó chỉ là thay đổi thôi Ngày xưa là lái máy bay khác Bây giờ chuyển sang lái máy bay xong. Thì đó là những cái phi công Đã có kinh nghiệm, nghề nghiệp, chuyên nghiệp Có bằng lái máy bay rồi nha Chỉ là lôi loại máy bay khác Thì đối với họ học cái này giống như ăn cơm bữa Đối với họ là học cái này giống như là ăn cơm bữa Chỉ là giống như thay đổi thôi thay đổi hàng thôi chỉ là họ mất cũng khoảng tầm 3 tháng là họ có thể lái một máy bay một cách ngon lành cành đào 3 tháng đối với họ là đủ đủ để hiểu đủ để hoàn toàn hết đó máy bay 61 còn những gà mờ gà mờ là giống như nguyên này nè đó là gà mờ nó chẳng biết cung mốc xì gì hết gà mờ trời ơi, phải làm sao đấy phải làm sao cho động tác nó chạy đây bây giờ động tác nó cũ rồi phải làm sao đâu nó gà mờ có nghĩa là về kỹ thuật không biết, về cái gì cũng không biết hết Chỉ có sức khỏe là đầy đủ Nhưng là gà mờ Thì cái mấy ông gà mờ này đó, mấy ông mất rất là lâu Ít nhất, ít nhất là phải 8 tháng 8 tháng trở lên, mấy ông gà mờ đó Mấy ông lâu vô cùng Mà cái số lượng gà mờ thì nó đông lắm Cái số lượng gà mờ thì nó đông hơn Nó áp đảo hơn là cái số chuyên nghiệp Vì như đã nói rồi Lái máy bay Nó không dễ không phải ai cũng có bằng lái máy bay ai cũng có bằng lái xe hơi hết ai cũng có bằng lái xe đạp được hết nhưng máy bay thì không máy bay nó phải đủ tiêu chuẩn lái máy bay nó không dễ dàng giống như chúng ta nghĩ à, chứ các quý vị đâu phải dễ là có tại sao người ta tại sao người ta kêu là phi công đâu phải dễ đâu đó nên là hiện bây giờ cái báo cáo cụ thể cho biết mà nguyên báo cáo của Hoa Kỳ ngày hôm nay để trình bày vấn đề là phi công trẻ đang lái máy bay f 61 à, tình trạng như thế nào thì à, ổn chuẩn tuyệt vời đó Mỹ báo cáo như vậy ổn chuẩn tuyệt vời à, kêu là cái nỗ lực của những phi công rất là giỏi nỗ lực chăm chỉ học tập đó rất là tuyệt vời với cái tốc độ khá là lẹ so với những gì mà chính phủ đã mong đợi, à, đây là cái báo cáo của Mỹ à, để cho chúng ta biết là sớm thôi. Trong khi nói là máy bay đã đến Romania rồi, những loại máy bay đã cung cấp là phía bên Hòa Lan người ta đã cung cấp một số lượng máy bay mười mấy chiếc đã đến Romania rồi. À, vào tháng 12 này người ta sẽ cung cấp thêm một mớ nữa. À, có nghĩa là đã đến Romania rồi, chỉ là chưa có bước chiến thôi chưa có đem đến cái hoạt động mà cuộc chiến vì phải chờ mấy anh phi công trẻ được cắt bằng nữa cắt bằng nữa phải cắt bằng thêm bằng nữa nên là đó là vấn đề cho những cái phi công khi rút họ về nước thì nguyên nghĩ là sẽ phối đối tác với một số lượng xe tăng uh, Leopard của Đức một số lượng xe tăng Aram của Mỹ với một số lượng pháo đài nguyên nghĩ là họ mới tổng phản công ở khu vực miền nam họ mới tổng phản công ở khu vực miền nam chứ bây giờ thì chưa thấy họ tổng phản công. À, và nguyên nghĩ là chúng ta phải chờ đợi vào bước vào tháng 1, bước vào tháng 1, nguyên nghĩ là sau Tết Tây thì sẽ có cái dấu hiệu à, cái cuộc đánh lớn vào mùa đông ở khu vực miền Nam. Chứ bây giờ thì nguyên nghĩ là chỉ có giai đoạn mà Uy Khan đang tạo cái mấu chốt phòng thủ, nhưng Nga thì muốn đang tiêu hủy cái phòng thủ của Uy Khan tối đa ở khu vực miền Nam. Đó là bản tin liên quan đến tình hình máy bay xe tăng để cho các quý vị cập nhật. À, Nguyên không biết là Nguyên đang chia sẻ với một cách rất là nghiêm uh, nghiêm chuẩn à, và đưa ra một cái khí tài quân sự đáng sợ mà các quý vị cười cười và Nguyên không hiểu lý do tại sao. À, Nguyên đang cái vấn đề này đang cái vấn đề mà kêu nó nguy hiểm vô cùng xe tăng máy bay mà mà các quý vị cứ cười cười là Nguyên không hiểu được. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục qua cái bản tin kế tiếp Nó cũng không thiếu về vấn đề quan trọng của ngày hôm nay Đó là sự quay xe của những quốc gia đồng minh của Putin Ngày hôm qua thì Putin đã bay đến Belarus Belarus để hợp cái vấn đề là cái tổ chức uh, yeah, OTSC OTSC đó là liên minh quân sự uh, của những cái khối liên xô cũ thì trong những quốc gia này chắc các vị cũng biết là có Nga, có Belarus, có Armenia, có Kazakhstan, có mấy ông tăng tăng nó Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. thì Putin đã đến Belarus để họp vì gần đây nhất thì chắc các vị cũng biết là ai cũng đang chạy đua theo vũ trang và quốc gia nào cũng đang chạy đua những cái buổi họp buổi họp quân sự nó quan trọng lắm người ta không thể không họp được vì những cái biến cố gần đây trong những ngày kế tiếp nó sẽ rất là thay đổi sự thay đổi chúng ta thấy rõ được với vấn đề mà số lượng tăng cường quân sự đến từ đất nước Nga, đến từ Liên minh NATO với những vũ khí hạt nhân sẽ được thí nghiệm hàng loạt trong những năm kế tiếp. Nên là bây giờ thì người ta đang lo lắng và sợ hãi về cái vấn đề này. À, nên là ông Nga ông cũng bị teo nữa, ông cũng phải hợp với đồng minh của ổng Vì thứ nhất là Nga cũng đang phiền nàn là đồng minh không có duyện chờ và giúp đỡ cho mình trong cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga mà phải đi cầu cứu anh Bắc Triều Tiên tuốt ở làng Á Châu chúng ta Kim xung un vì thực tế những cái quốc gia đồng minh của Nga không bán vũ khí cho Nga Không viện trợ vũ khí cho Nga Và Nga gặp ở trong cái giai đoạn khó là thiếu đạn dược, thiếu vũ khí Và phải đi cầu cứu Kim Sông Ung Bao nhiêu đó thôi là thấy là đồng minh của Nga bắt đầu giữ khoảng cách Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua Tên lửa UAV tấn công hàng loạt ca cứ Mỹ ở Trung Đông Israel tiếp tục oanh tạc Gaza sau khi hỏa ngừng bắn. Tình báo Ukraine truy cập được dữ liệu bí mật, ngành công nghiệp hàng không Nga trên bờ vực sụp đổ. Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Moscow sau vụ nổ khiến nhiều người hoảng sợ. Ukraine tấn công ồ à ở mặt trận Sabrychia, nhà tuyên truyền hàng đầu của Điện Kremlin thiệt mạng. Và ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Hôm Nhạc, miễn chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là cuộc chiến ở Trung Đông tên lửa UAV tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Quý vị thân mến, trong ngày 23 tháng 11, lực lượng Mỹ đã bị tấn công 4 lần ở Iraq và Syria bằng tên lửa và máy bay không người lái. Vào ngày 23 tháng 11, Reuters dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ cho biết, lực lượng Mỹ và quốc tế đã bị tấn công tại hai địa điểm ở phía đông bắc Syria bằng nhiều tên lửa và máy bay không người lái thưa quý vị tại iraq nhiều máy bay không người lái đã được phóng tới căn cứ không quân al-Ausad ở phía tây bangdad và một máy bay không người lái đã được phóng tại căn cứ có lực lượng mỹ đồn trú gần sân bay Erbil ở miền bắc iraq quan chức mỹ nói rằng không có thương vong hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng trong các vụ tấn công một nhóm tự xưng là kháng chiến hồi giáo ở iraq đã tuyên bố tấn công vào các địa điểm này các nhà phân tích cho rằng đây là tập hợp một số nhóm vũ trang iraq có liên kết với iran các cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi Mỹ tấn công nhóm vũ trang Kataeb, Hezbollah liên kết với Iran ở phía nam Baghdad trong một cuộc tấn công mà Kataeb, Hezbollah cho biết đã khiến 8 thành viên thiệt mạng. Cuộc tấn công bị chính phủ Iran lên án là hành động leo thang căng thẳng và xâm phạm chủ quyền. Cũng trong ngày 23 tháng 11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi tắt là CENCOM thông báo tàu khu trục USS Thomas Hunter đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái UAV tấn công được phóng từ các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, các máy bay không người lái bị bắn hạ khi chiến hạm Mỹ đang tuần tra ở Biển Đỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, các máy bay không người lái bị bắn hạ khi chiến hạm Mỹ đang tuần tra ở Biển Đỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận không có thiệt hại nào xảy ra đối với chiến hạm hoặc thương tích đối với thủy thủ của đoàn. Trước đó, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Thomas Hedner cũng đã bắt hạ một UAV được phóng từ Yemen qua Biển Đỏ ngày 15 tháng 11. Tháng trước, một chiến hạm khác của Mỹ đã chặn 4 tên lửa hành trình và 15 máy bay không người lái do Houthi phóng từ Yemen tới Israel. Từ khi xung đột Israel Hamas nổ ra từ tháng trước, Mỹ đã thực hiện các đợt không kích nhằm vào các lực lượng dân quân liên kết với Iran ở Syria và Iraq để đáp trả hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở hai quốc gia Trung Đông. Israel tiếp tục anh tạc Gaza sau khi hoãn ngừng bắn. Kính thưa quý vị, Gaza tiếp tục rung chuyển bởi các cuộc tấn công của Israel sau khi thỏa thuận ngừng bắn và giải phóng con tin giữa Israel và Hamas bị trì hoãn thêm ít nhất một ngày nữa. Khói bốc lên cuồn cuộn trên bầu trời vùng chiến sự phía bắc Gaza từ sáng sớm ngày 23 tháng 11, kèm theo những luồng âm thanh dữ dội của súng đạn và cháy nổ. Thưa quý vị, tại vùng Rafah ở dưới phía nam Gaza, Người dân dùng tay không để tìm kiếm những hy vọng mong manh trong đống đổ nát từng là ngôi nhà của họ. Một người đàn ông than khóc giữa khung cảnh hoang tàn, trong khi một người đàn ông khác đặt tay lên vai anh ta để an ủi. Theo lời người hàng xóm Khaled Hamad, đây từng là ngôi nhà của một giáo viên tiểu học và các con của họ đều ở bên trong khi mà ngôi nhà sập xuống. Vào ngày 23 tháng 11, quân đội Israel cho biết đã tiến hành 300 cuộc không kích nhằm vào giải Gaza trong vòng 24 giờ qua nghĩa là một ngày sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin. Israel cho biết thỏa thuận này sẽ đưa được áp dụng ít nhất là tới ngày 24 tháng 12. Cố vấn an ninh quốc gia Israel Tachi Hanaki cho biết trong một tuyên bố giữa đêm rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán thả con tin. Theo thỏa thuận ban đầu, các con tin sẽ chưa được thả tự do, ít nhất cho đến ngày 24 tháng 11. Theo thông báo mới nhất từ Qatar, Quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas.